Dạ, xin chào tất cả quý vị khách hàng. Trước mặt tất cả quý vị khách hàng là đường 823, đường tỉnh 823. Cái hướng này chạy về đường N2 và về cái hướng Tiền Giang. Còn cái đường ngược lại thì ở đây mình chạy tới khoảng 500m là mình qua bên cầu Thầy Cai. Cầu Thầy Cai thuộc xã Tân Thông Hội của huyện Củ Chi. Còn đối diện mình lại là khu nghiệp Đức Hòa 3. Cái khu Bella Vista đó thì lúc đầu Nhân có nói là nhầm là cái đường này đường N2. Nhân xin đính chính lại là cái đường là đường tỉnh lộ 823. Bây giờ Nhân sẽ quay cho tất cả quý vị khách hàng một cái khu dân cư Da Repco Residence. Cái khu này thì rộng khoảng 70 hecta. Ở ngoài vào thì mình thấy có mấy cái dãy nhà của bên công ty chủ đầu tư họ xây, nhưng mà cũng không có người ở. Có hai dãy. Bên đây được một cái là đường xá làm rất là lớn. Đường hai chiều mà đường rất là lớn. Thì ở ngoài mình chạy vào đây thì mình thấy mấy cái chèo bán đất rất là nhiều. Giá rẻ 2,5 triệu một mét vuông. Thì theo thông tin Nhân được biết và đầu tiên cái khu này bán cũng khoảng 2,5 triệu cho tới 4 triệu một mét vuông tùy vị trí. Và cách đây rất là lâu rồi nha mọi người. Ở đây thì mình được một cái là mình sở hữu điện âm. Điện âm 100% luôn. Những bạn sale chắc là trong đây còn đang bán đất. Thì cái khu này mình nhìn thấy là mình biết được là cái khu chết rồi. Đây là chết chắc luôn rồi, không có đường nào hết, chỉ trừ có một chủ đầu tư, nhà đầu tư nào lớn có nhiều tiền mà mua lại để làm lại cái khu này thôi. Chứ bây giờ là chủ đầu tư cũ là chắc chắn là đã bỏ rồi. Đường quá lớn luôn. Nhưng mà Nhân thấy vỉa hè là chưa có làm. 100% là cái vỉa hè là chưa chỗ nào làm hết. Ở trong đây thì nó có một hai căn nhà của dân xây nhưng mà cũng không có người ở. Còn ở đây là cái quỹ đất này là dành cho cái công viên. Cái công viên này quy hoạch rất là lớn luôn. Có cái hồ chính giữa nữa. Đường khá là khó đi. Mọi người thông cảm nha, video hơi lắc. Còn ở đây là có những cái nhà nội yến của bên ngân hàng. Lúc trước là có cái thông tin là mấy bạn nói là của ngân hàng nào đó rồi xuống đây mua rồi nội yến. Ở đây Nhân thấy là có một số đường thì làm rồi, một số đường thì chưa làm. Cái khu này là phân lô rất là đa dạng. Bây giờ khu dân cư lớn thì thường thường những cái diện tích nó rơi vào tầm khoảng nhỏ nhất là khoảng 42-48 m², còn những lô lớn thì nó rơi vào 100-200 m² là những lô gốc. Khu này rất là lớn, nếu mà quy hoạch hết cái khu này luôn á thì rơi vào tầm khoảng 500 hecta. Phía sau còn rất là rộng nha mọi người. Mà còn hiện tại quy hoạch của khu này thì nó rơi vào khoảng 70 hecta. Đó, như mọi người thấy xây xong cái nhà rồi bỏ. Thì Nhân cũng chia sẻ những cái dự án chết thì có những cái lý do. Đầu tiên là do bên chủ đầu tư làm giữa chừng rồi bỏ. Và một cái lý do nữa là những cái bạn sale đầu tiên mà để mà đăng bán những cái khu này á thì bằng cách là đăng bán nhà trọ hoặc là đăng bán những khu rất lớn để cho thu hút những cái khách hàng mà đa số là mua để đầu tư. Thì đó cũng là một cái tình trạng là
dẫn đến những cái khách hàng mua trong đây đa số 100% là mua đầu tư thì không có ai ở hết, thì nó sẽ thành khu dân cư chết. Bởi vì nếu như có người ở thì bên chủ đầu tư hoặc là bên những cái khách hàng người ta ở đó, người ta sẽ chăm sóc cho cái hạ tầng, chẳng hạn như đường xá, vỉa hè rồi điện nước này kia đó, thì có người chăm sóc thì nó sẽ mới hoài, nó sạch đẹp hoài. Còn những cái khu của mình mà cứ bỏ không, bỏ hoang nó thì không có ai chăm sóc thì bắt buộc cũng phải xuống cấp rồi. Thật sự mà nói thì anh cũng chia sẻ luôn, những cái khu như thế này đa số những cái khách hàng xuống mua là mua theo thị hiếu, tức là mình thấy quá nhiều người mua, thấy người ta mua thì mình cũng mua theo, chứ mình không có ý định là mua nó để làm cái gì, mua để ở hoặc mua để đầu tư hoặc là mua để cho con cháu gì đó. Mình không có mục đích, mình thấy người ta mua thì mình mua theo thôi, thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như thế này. Ở bên đây nhận thấy đang san lấp đường, là không biết là làm có khu công nghiệp hay là khu dân cư mới đây, rất là lớn luôn, quá lớn. Nói như hết cái khu này mà tính vào hecta thì rơi vào tầm khoảng 500 hecta chứ không có ít. Đó mọi người thấy ha, đang san lấp mặt bằng. Chỗ này là nhân nghĩ là những cái bạn, hai cái bạn hồi nãy đầu video chạy ngang mình đó, có thể là bán trong khu này. Nếu như cái khu ngoài đây mà không có dân ở mà trong đây mà nếu như bán được thì phải nói là rất là tài, rất là giỏi. Thì kế bên đây là cũng có một cái khu dân cư mới luôn, mới làm khu dân cư Hồng Phát. Một lát nhân cũng sẽ qua bên kia để làm một cái video cho tất cả quý khách hàng cùng xem. Nhìn ở ngoài, nhìn vô là thấy tổng quan là rất là đẹp á, nhưng mà không biết như thế nào. Rồi nhân xin chia sẻ lại, thì lúc trước là cái khu này nó bán tầm khoảng đầu tiên khoảng 2,5 triệu, 3 triệu rưỡi một mét vuông. Những trục đường chính thì có thể cao hơn khoảng 4-5 triệu. Bây giờ thì nhân nghĩ cái giá nó cũng cao chứ không phải giá này đâu. Bởi vì nhân thấy như cái bảng nè, bán đất chính chủ giá rẻ 2,5 triệu mét vuông. Mình thấy mình chị ha. Còn sổ sách đồ này kia thì nhân cũng không biết luôn. Ví dụ như là vô tình những cái người khách hàng nào đã mua sở hữu đất ở trong đây, thì trong đây thì nhân chắc chắn một điều là đã bán hết rồi. Trong khu này là không còn lô nào là của chủ đầu tư đâu, đã có người sở hữu hết rồi. Thì vô tình của người khách hàng nào đã sở hữu đất trong đây mà thấy được cái video của nhân đó, thì có thể là bình luận comment ở phía video, phía dưới video đó, cho tất cả người khách hàng khác cùng được tham quan và tìm hiểu tại sao cái khu này lại như vậy. Trước là quy hoạch là để là có chợ Đức Hòa, ba Redco, nhưng nghĩ là ở đây là đất của chợ đây. Cái khu này mà nếu mà nói về đầu tư tiền thì không biết bao nhiêu tiền của mà đổi vào đây rồi, mà cuối cùng bỏ rất là uổng.
Nhân xin kết thúc video. Nếu như quý vị khách hàng nào đã sở hữu đất ở đây thì khi mà vô tình thấy video của Nhân thì có thể comment thêm để cho tất cả quý khách hàng cùng được biết và được tham khảo cái giá cả tại khu vực này. Quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Như đây lúc nãy Nhân có nói là khu Hồng Phát ra bên đây đối diện của mình. Thì cái khu này nó đã chết ngắt như vậy rồi mà bên kia tiếp tục làm thì thời gian nó sẽ như thế nào? Một lát Nhân sẽ làm video luôn cho tất cả quý khách hàng cùng xem. Rồi, Nhân xin chào.